các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm làng Hương Sư Huệ, Thủy Xuân, thành phố Huế. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết, tức là ngày 14 tháng 2 năm 2024. Giờ này là người đến thăm rất là đông. Với lại hôm nay là ngày nghỉ Tết cuối cùng, ngày mai là mọi người sẽ đi học và đi làm lại bình thường rồi. Một vòng để tham quan làng Hương nha. Đến đây à? Quán vô chi. À, quán chi à? Đi luôn. Ôi, nào bá mới chạy lên, chạy lên chứ đừng mua đường chị đời. Chạy lên đi. Chạy lên đi, chạy lên đi. Chạy lên đi.
เลินลวงกันทันเลยอันจับอันเกยล่วงramen nổi tiếng của Trầm Hương. À rồi. Dạ rồi. Bờ ta lên. Những này đó rồi. Ok. Nha. Này có những lúc mà quay cảnh nào đó. Dạ. Cảnh cuộc sống ở đây. Cái cuộc sống ở đây à? Dạ. Thank you.
Gòn. Có bà Sài Gòn rồi đó hả? Em đang đi quay kênh YouTube cuộc sống ở đây. Đăng ký cho em cả tôi đấy. Đăng ký đó. Thế. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cho một like và subscribe để ủng hộ các video tiếp theo của kênh. Cảm ơn. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.